Ông Đức, thì thật sự tôi đi tất cả các chuyến hành trình đi về cái Thất Sơn, thì đây là cái chuyến hành trình tôi cảm giác rất là thú vị, vì được ông chia sẻ, dẫn dắt cũng như là tìm gặp rất là nhiều vị cũng như nhiều cốc, nhiều am tại cái vùng Thất Sơn này mà tất cả những chuyến trước thì tôi không bao giờ gặp được. Thì tôi không biết là những vị ẩn tu đó là như thế nào. Đúng rồi Quang, thì như Quang được biết á, cái vùng Thất Sơn này là gọi là vùng Bảy Núi An Giang này, thì là nơi để các vị tu hành với nhiều cái môn phái, các chi phái khác nhau đến đây. Chung quy cũng là đều một góc đạo của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà mỗi người sẽ chọn một cái pháp môn tu khác nhau. Có người thì họ niệm Phật để cầu vãng sanh tịnh độ, có những người thì họ chọn pháp môn thiền tịnh. Tuy nhiên sẽ có những người họ chọn được ân trên dẫn dắt cho con đường học vô vi bằng những giấc mơ hoặc là những quyền thực. Đó là những nét đặc sắc mà trong chuyến hành trình của mình, hy vọng là Quang sẽ có tìm được những các vị đó để như cái ý của chúng ta đi trong chuyến hành trình. Thì bây giờ thì hãy cùng Quang và Đức đi tìm những vị như vậy để chúng ta khám phá được cái vùng Thất Sơn này. Ngoài những cái câu chuyện tâm linh đầy huyền bí và màu nhiệm, thì chúng ta còn bắt gặp những vị ẩn tu và có những cái câu chuyện rất là hay về họ. Thì hãy cùng Quang và Đức đi tìm ha. Ok. Cuộc đời là những chuyến đi, không chỉ để thỏa sức vùng vẫy với tự do, mà đó còn là những bài học vô cùng quý giá. Khi bắt đầu các chuyến hành trình tìm về những huyền bí, tôi chọn Thất Sơn như một điểm đến đầy huyền tích. Những câu chuyện của các vị chân tu đắc đạo, những mối đạo của bộ sơn kỳ hương, những ông đạo đầy huyền thuật, làm cho một người yêu khoa học huyền bí phải tỉnh thức mà tìm về. Những chuyến đi trước của tôi chưa thật sự làm tôi hài lòng, vì chưa đúng với những gì mình cần tìm, vì cảm giác chưa đủ sức để thuyết phục một người cầu toàn yêu khám phá. Tôi tin vào huyền bí và chuyến đi 2 đêm 3 ngày ngủ lại trên các cốc của các tu sĩ Thất Sơn, nằm treo leo trên núi và trò chuyện với các vị ấy đã giúp bản thân tôi mở ra một thế giới riêng của mình. Nếu ai lên Thất Sơn An Giang để tìm kiếm bí ẩn thì chỉ dừng lại ở các khu du lịch, chỉ có thể nói là hữu duyên mới tìm gặp các bậc ẩn tu nơi rừng thiêng linh khí mà bản chất con người không đặt chân đến. Cứ nghĩ thời xưa mới có những huyền bí màu nhiệm, nhưng thật sự khi ngủ lại nơi đây, tiếp nhận năng lượng sạch của tiết trời cùng với những tu sĩ, tôi mới hiểu vì sao họ chọn nơi đây để cất cốc lập am và ẩn tu nơi rừng sâu không ai biết đến. Câu chuyện của tôi sắp kể sẽ mở ra một Thất Sơn mới mẻ mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Nhưng tất cả chỉ là một phần bé nhỏ trong vạn thứ ở nơi đây. Khi tôi chưa được phép nói ra, huyền bí thì phải ẩn, mà ẩn thì không thể tiết lộ. Còn đến với cái vùng Thất Sơn Bảy Núi này thì rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cái chuyến hành trình này á, thì con cảm giác là con rất là may mắn và hạnh phúc khi con có được một người bạn đồng hành dắt con đi rất là nhiều nơi. Thì trong đó có những cái cốc, có những cái vị tu hành, hay là có những cái người gọi là phát tâm niệm Phật, bỏ hết mọi thứ để về đây để ẩn tu. Thì cái đó là con nghĩ đối với bản thân con á, thì giống như là một cái văn hóa của cái vùng Bảy Núi này, khi mà có rất là nhiều cái cốc mà khi mà bản thân con đi du lịch thì con không thấy được đâu, chỉ có những người bên đạo dẫn con đi thì con mới biết được những cái cốc tại cái vùng Thất Sơn này. Thì con không biết là đó là một cái nét văn hóa hay là đã tạo thành một cái điều đẹp đẽ nhất của cái vùng Thất Sơn mà cô có thể chia sẻ giúp con được không về cái những cái vị tu hành ở đây à? Dạ, thì để hỏi thì trời xin chia sẻ. Tại vì nói chung á, cái những người mà lên núi này á thì coi nhận được cái cuộc đời này không có thật, là của tứ đại á, cho nên họ nhận, khi mà nhận được rồi á thì mới phát tâm mới lên đây được. Còn nếu như mà chưa có nhận ra được thì cái cảnh mà
đam mê vật chất, danh lợi, đó, tiền tài, tất cả đều không thể nào mà buông được. Vì khi mà đã nhận được rồi thì tất cả đó là giả, không có thật. Cho nên từ chỗ đó mà buông bỏ, mà để đi đi tìm con đường giác ngộ, mà giải thoát cho trong cái hiện tại, khỏi bị cái cảnh ràng buộc vì cái vật chất. Một là hai nó là vì chúng ta nếu mà ta tham á thì sinh ra sân si, rồi nó đi đến cái phiền não. Rồi cuộc sống thì nếu như người mà chưa có dưỡng cái tâm được á thì ta đi bị danh lợi tình cột trói. Từ chỗ đó nó rất là đau khổ. Từ đó khi giác ngộ được là con đường của Phật, ngày xưa ngày là một vị thái tử mà dứt bỏ cả ngai vàng điện ngọc, hy sinh luôn vợ đẹp con cưng mà đi tìm đạo giải thoát. Thì hôm nay nếu chúng ta đã theo cái đạo Phật thì phải đi theo con đường của Phật, nó làm cái hạnh của Phật tu như thế nào ta làm theo như thế đó. Rồi cái lòng từ bi của Phật như thế nào ta phải là lập nguyện như thế đó. Vì nó là từ bi và hỷ xả, đó là trí tuệ của Phật đi đến con đường giác ngộ. Thì đem lại những cái hạnh phúc và an vui cho mọi người. Khi ta đi ra thì ta có một cái nét mặt hiền hòa và nhỏ nhẹ, nhã nhặn, đứng trong mọi hoàn cảnh nào ta phải biết ban chia sẻ cho cái niềm vui đó cho mọi người. Thì khi mà những cái vật chất có thì ta không thể hưởng thụ riêng cho bản thân mình. Vì ta cảm thấy ta thiểu dục, sống trong thiểu dục tri túc, ta sống ta biết đủ, sống nghèo hành đạo để buông xả là với cái tấm lòng. Khi ta có được cái phước thì ta phải đem những cái phước đó chia sẻ với người nghèo và người đói và người tàn tật, thiếu hụt. Khi ta có cái phước rồi, ta được thanh tịnh rồi, ta sẽ giúp cho những người còn đang phiền não, đang bị trói buộc trong cái tình cảnh danh lợi, bị trói buộc. Đó, thì ngay lúc đó thì ta có những cái gì thì tất cả là cô đem chia sẻ hết. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Cô ơi, vậy cho con hỏi một tí xíu nha. Như vậy thì cô tu theo cái pháp môn nào à? Dạ, cô tu pháp môn trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Vậy là cái pháp môn nó như thế nào, cô có thể chia sẻ? Cái pháp môn đó coi như là gặp việc thì mình làm. Tất cả đều thiện thì mình làm. Tất cả đều ác mình buông xuống. Mình cứ hàng ngày mình nhận thức được cái đúng mình làm, sai mình buông xuống. Rồi mình hàng ngày mình sống trong cái từ bi và hỷ xả. Thì khi ta tham thì ta có những cái vật chất tinh thần ta đem ra bố thí. Thì ta vượt qua khỏi cái lòng tham. Khi ta khởi lên cái phiền não thì ta lấy cái tâm từ bi ta hóa giải đi những cái nghiệp chướng phiền não. Mà khi mỗi khi mà cô khởi lên những cái gì không đúng thì cô sám hối ngay chỗ đó. Gọi là trực tâm. Gọi là đạo tràng. Rồi khi cô thiền thì nói chung cái pháp môn thiền và tịnh độ nó nói hai lý nhưng sự nó chỉ có một mà thôi. Vì chúng ta nhận biết được động tịnh đó là thiền. Rồi khi ta đã thấy nó khởi lên những cái niệm bất thiện thì ta thả tịnh thì đó là độ, để độ những cái tham sân si và phiền não. Trong cuộc đời mình nó không có cái gì mà để gọi là xa lạ. Nếu người mê á, thì tu một kiếp, kẻ ngộ chỉ có một sát na, nghe qua là lãnh hội. Thì cái lời Phật nói á, đạo á, thì do tâm tạo. Tất cả pháp đều do tâm tạo. Mình muốn nó thuận thì mình đem đến an lạc cho người ta. Ta vui vẻ, ta hoan hỷ thì mình gặp cái gì cũng đều thuận. Còn nếu như chúng ta không tạo được cái niềm vui mà đi đâu thì ta cứ đem những cái khó khăn, cái gút mắt, cái lòng thì tham, cái tâm thì nóng giận sân hận. Thì coi như là chính mình tạo nơi đó, không ai cảm mến mình thì hoàn toàn mình đến đó thì không có được gì lợi được cho chúng sanh hết. Thì cô thì ngồi lưu thông trong cái hành trình vừa từ tu mà vừa từ thiện xã hội, giúp cho đời, lo cho đạo cả hai mặt. Đó, rồi gia đình lên đây tu, rồi nhân viên cô đi xuất gia. Thì cái thất này cô để lại cho gia đình. Rồi cô đi xuất gia một thời gian, rồi cô quay trở lại. Thì có một cái cô bên đó đó có phát tâm là
cho cô ở nhờ cái thất. Yeah. Nói chung cái thất đó thì cho cô ở nhờ chứ không phải là cho chính thức. Yeah. Thì cô nghĩ là cuộc đời mình có được cái nơi tạm để mà hàng ngày tu bổ là được rồi. Dạ, rất là cô đi như vậy, cô phát tâm để làm từ thiện công đức rất là nhiều cô. Dạ thì thật sự nha, khi mà lên ở trên ở những cái dãy núi như thế này, ở những cốc như thế này, cô rất là thấy là nó thiếu những cái điều kiện vật chất, trong đó là như là nước nè, rồi gạo, cơm, tất cả mọi thứ nó không bằng ở dưới đồng bằng đâu. Thì cái cuộc sống ở trên đây có khó khăn lắm không cô, hay là như thế nào? Nói chung là nếu mình nói khó thì mình không thể lên đây được. Dạ. Mình cho là cái nơi thanh tịnh là duy nhất. Dạ. Cơm áo gạo tiền thì nó là vật chất mà đầy đủ quá. Dạ. Thì coi chừng cái đạo mình nó phế. Con hiểu rồi. Cho nên mình dừng lại để sống trong cái ti nghèo, mà sống trong cảnh nghèo để hành đạo á. Dạ. Thiểu dục chi túc, mọi việc hoàn cảnh nào mình thấy ở đâu nó cũng an lạc hết. Dạ. Thì mình dừng nơi đây để mà giữ cái tâm mình để cho thanh tịnh, rồi vừa hàng ngày mình để giúp ích gì được cho xã hội mình giúp. Dạ. Cô ơi, thì khi mà ở Thất Sơn thì con biết được rất là nhiều cái câu chuyện khi mà những người ẩn tu trên núi, thì có những người thì có chọn những cái hang đá để họ thiền định. Rồi có những cô chú thì có thể có những cái cốc thì họ ở trên cốc họ cũng thiền định được. Thì con không biết là cái quyền di cũng như là những cái nét tâm linh của cái Thất Sơn này thì nó như thế nào, cái năng lượng nó sạch như thế nào mà ta lại tìm đến cái Thất Sơn để người ta phát tâm mà ta niệm Phật và tu hành ở đây à? Thì nói chung á, thì Phật pháp thì nhiệm màu. Khi ta đến đây, ta không còn cái tâm lo sợ về cái đói nghèo khổ nữa, thì đó là Phật pháp nhiệm màu của ngay chỗ đó. Khi đến đây thì có một cái rất là thiên nhiên hỗ trợ, khi mà mình đến đây rồi đó là mình không còn là vướng bận cái cảnh là danh lợi ở thế gian, vật chất thế gian nữa. Mà mình yên tâm mà mới đi vào thiền định được. Chứ nếu như mà cái thiên nhiên mà không hỗ trợ cho mình, Phật pháp không nhiệm màu, thì khi mình lên tới đây thì cái tâm mình nó xao xuyến cho lắm. Mình lo không có nước, không có uống nè, điện không có xài nè, rồi vật chất thiếu, đủ thứ thiếu, thì mình thấy mất đi cái tâm thanh tịnh mà không có đi vào thiền định được. Không có đi vào chánh định chánh niệm được. Rất là hay luôn. Và thật sự nếu như vậy thì khi mà con rất là cảm giác là vui khi mà con đi những cái cốc trên đây, đi từng nơi tham quan rồi coi mấy sư cô, mấy thầy, mấy chú, mấy anh, mấy sư huynh á, thì mọi người rất là chan hòa với nhau, sống hòa đồng với nhau, giống như những người hàng xóm, những bạn tu, những người cùng nhau mà chia sẻ về những Phật pháp. Thì mỗi buổi tối thì họ cùng đem những có cái gì họ đem qua cùng ngồi bàn luận về Phật pháp, rất là hay. Thì cái đó là con cảm giác là giống như là khi mà con từ một cái nơi mà xa xôi, một cái ồn ào phố thị, con về đây con có cảm giác chính bản thân con nha, là một người đời, thì con có cảm giác rất là nhẹ nhàng và nhẹ tên luôn. Thì khi mà như vậy á, thì trên cái đây á cô, thì có những cái đoàn từ thiện họ thường đến đây hay không, hay là nó như thế nào cô? Dạ nói chung là ít lắm. Tại vì lâu lâu rồi có nhờ đại minh. Với lại có một số huynh đệ trong cái đồng đạo á, thường hay đi biết cái nơi đây là có nhiều vị ẩn tu á. Thì phát tâm đem những cái như là lâu lâu rồi có đem một cái số phần quà đó đem về đây để phát tâm để làm một cái công đức. Cô ơi, theo con được biết thì vùng Thất Sơn này không phải là một vị mà tu theo một pháp môn, mà trong đó có rất là nhiều pháp môn, thì mỗi người sẽ có những cái định hướng cũng một cái sứ mệnh đi khác nhau. Thì có người thì tu theo giống cô là trong cái tỉnh thức và trực tiếp, còn có người thì theo vu vi. Thì cô thấy điều đó đúng hay không à? Thì nói chung á, cái nào nó cũng đúng hết. Tại vì mỗi người cái quan niệm. Mà cái quan niệm của người ta, khi người ta làm được điều gì mà ta có cái sự an lạc thì đều là đúng. Còn nếu mình khởi lên mình nói cái đó là sai thì chính mình là người sai. Tại vì theo cái lời của ngài Lục Tổ Huệ Năng á, người lỗi ta chẳng lỗi, lỗi ấy bởi chê bai. Đó, cho nên tất cả cái đúng á thì của người đó. Mà khi mình nói lên chia sẻ là cái đó không đúng thì mình đã bị mất đi chánh niệm. Mà khi nào cái người làm trực tiếp thấy cái đó đúng sai thì người đó biết, giống như mình uống nước nóng lạnh tự mình hiểu. Con hiểu gì đó.
Tức là ở đây thì mỗi vị thì tu theo mỗi pháp môn khác nhau, thì như cô thì trực tiếp, còn có những vị thì có thể là thấy trong những tu vi, có thể là thiền định và đi khắp gọi là xuất hồn đi. Đúng rồi. Thì nhưng mà thì tất cả đều đúng hết, chứ không có đúng ai mà sai hết, chứ không phải là sai. Mỗi người đi theo một con đường thôi, chứ không phải là họ là sai. Thì cái nhân duyên, cái thần thức của họ để cảm, họ cảm về cảnh giới xuất hồ thần, thì họ được xuất thần, họ cảm về cái nơi nào đó, thì cái đó mỗi một người cái nhìn nhận và cái thiền định nó khác nhau. Còn cô đây là thiền của cô là đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết. Vậy vì trong cái thiền của cô á, gặp việc cô làm, gặp lời cô đáp, gặp đói cô ăn, thì đó là trực chỉ nhân tâm, gọi là thiền trực tâm đó. Quá hay cô ơi. Thật sự khi mà nghe cô chia sẻ về những vị tu ở đây, những người ẩn tu hay chính bản thân cô là người trải qua ở trên cái thất sơn này, thì làm cho con thêm thấy cái màu sắc của thất sơn càng ngày càng được mở ra, càng ngày con được học rất là nhiều cái lượng kiến thức từ tôn giáo, từ Phật Pháp và từ những tôn giáo khác. Thì hôm nay con rất là may mắn khi mà được ngồi cùng cô và chia sẻ và dạy con những điều đó. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều. Và con mong Tết năm nay cô thật là an lạc và có nhiều sức khỏe cô nhé. Dạ, cảm ơn đã hay để lần đầu tiên cô cũng mới được để ngồi đây mà trò chuyện với hai đệ. Thì cô cũng mong là tất cả mình làm cái gì được có lợi lạc cho và đồng thế giới thì mình cứ làm. Còn những cái gì mà mình khởi lên cái niệm gì mà nó không có đúng thì mình trực tiếp liền là mình buông xuống. Các điều thiện ta hãy giác lên, còn các điều bất thiện ta hãy để nó xuống. Gọi là giác ngộ tỉnh thức trực tị chỉ minh tâm kiến tánh. Thành Phật. Thì nói về Phật á, thì nó không có ngoài cái sự giác ngộ. Khi chúng ta mê thì là phàm, chúng ta ngộ là Phật. Khi chúng ta thanh tịnh là Phật. Khi chúng ta mất thanh tịnh, có những cái phiền não nó ập đến thì đó là phàm. Những cái niệm đó mình trực xưa biết là phàm, mình buông xuống, mình không sử dụng nó. Giống như cô đưa ly nước cho hai đệ mà hai đệ không thể nào ngăn nghiêng mà bưng cái ly nước lên mà uống liền. Phải nhận biết cái ly nước này nó nóng hay là nó nguội. Nếu nó nóng thì ta để một chút xíu, nó nguội lại ta dùng nó. Hiểu không? Đó là vậy đó. Nó không có cái gì khó đâu. Như là do nơi lòng chúng ta không nhìn được nó. Phật tại tâm mà, chứ có đâu xa đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Câu chuyện của Quang chưa kết thúc khi một lần nữa Quang tìm gặp một sư huynh ở Thất Sơn, mà chính huynh ấy đã trải qua nhiều câu chuyện huyền bí nơi rừng sâu màu nhiệm này. Huynh ấy kể lại như làm tôi đang hiện diện nơi đó mà chứng kiến hết thảy những cung bậc cảm xúc. Đó là những đường quyền của một ông lão dạy võ trong mơ. Đó là lần giao chiến với hổ và rắn khổng lồ. Đó là những ký ức đẹp mà người trong cuộc kể lại làm kích thích tính hiếu kỳ của tôi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Quang trên chuyến hành trình này để tìm gặp và lắng nghe những huyền tích còn ẩn giấu nơi bảy núi linh thiêng. Cả nhà ơi, thì thật sự Quang đang ngồi với một sư huynh là anh Út. Thì thật sự là để tìm kiếm được anh Út cũng là cả một quá trình của Quang. Thật sự đi tìm kiếm về tìm những cái núi non hiểm trở vì những người ẩn tu tại cái thất sơn này á, thì thường là họ không muốn tiếp xúc với tất cả mọi người ở phía bên ngoài, vì họ là chánh đời và lánh đời. Và những cái gì họ chia sẻ ngày hôm nay Quang được ngồi với anh Út cũng là một cái quá trình mà Quang cũng phải là năn nỉ rất là nhiều cách để cho anh Út ngồi đây để chia sẻ những câu chuyện về cái vùng Thất Sơn. Và hiện tại Quang đang ngồi ở nơi đây thì trên một cái mỏm đá rất là đẹp của cái vùng Thất Sơn. Và cái nơi đây thì Quang cũng không tiện nói ra vì lý do tại sao. Vì đôi lúc á thì mình muốn là cái địa điểm này được giấu kín ha. Thì khi mà nhìn ở trên đây, nhìn cái khung cảnh phía sau của Quang,
cực kỳ đẹp luôn. Thật ra thì ngồi tại nơi đây vào một cái buổi chiều hoàng hôn thì được chia sẻ với anh Út á, thì anh Út ơi, thì hôm nay em có một cái duyên được đến đây và cũng có một cái may mắn được anh chia sẻ, thì anh có thể là nói về một tí về những cái câu chuyện cũng như là những quá trình hành đạo của anh tại nơi đây của cái vùng Thất Sơn này được không? Hôm nay dạ. Được biết hai em như vậy là Út cũng rất là vinh hạnh được biết, cũng rất vui khi được trò dạ. chuyện với hai em. Anh cũng ngày xưa anh cũng có một mẫu chuyện về vùng Thất Sơn Bảy Núi dạ. Thì ngày xưa thì cũng khá lâu, lúc đó thì năm đó là năm cỡ 18-19 tuổi rồi, thì Út cũng dùng về núi Thất Sơn, cũng đi làm từ thiện, thì duyên thay biết được ông cụ, mà ông cụ đó là không cho nói tên mà cũng không cho biết lai lịch, thì yeah. cho nên cái nhân duyên này thì khi mà mình ngủ một đêm đó quý vị, thì cho nên nó được cái ông cụ này là kêu mình thức dậy mà để đi đi tập thể dục lẫn như tập thể thao thôi, nhưng mà trong khi sự thể thao này nó khác biệt nhưng cái bình thường mà Út thấy, thì cho nên nó thì khi mà lặng lẽ qua một tuần rồi mà Út mới biết rằng là có sự nhiệm màu của ông thầy mình, mà ông này thì râu thì gỡ phẳng là ngang ngực, ngang ngực mà trên râu bạc trắng hết, nhưng mà đầu thì chọc lóc à, cũng như là ông kêu rồi thì ông cũng dạy cho Út một điều, một vài đường để là mình hiểu biết và rèn luyện thân thể và sức khỏe cho mình, cường tráng thân thể. Thì cho nên được cái biết nhân duyên hôm nay thì Út cũng kể sơ lược qua cho hai em vậy thôi. Thì cũng cảm ơn em và quan nghênh em. Dạ. Thì thật sự thì em muốn hỏi thêm về một số ý trong đây mà em cũng có những cái thắc mắc, thì mong là anh Út giúp giải đáp cho em. Thì trong một cái đêm khi mà anh đến với Thất Sơn mình, thì khi mà anh ngủ đó là ngủ tới mấy giờ sáng mà anh gặp được thầy? Thì giờ cỡ đó là cỡ khoảng 3:30 á, 3:30 thì có một ngọn đuốc, ngọn đuốc mà sáng đi thẳng lại mình không rõ là lai lịch như thế nào, mà như thế nào tự nhiên có một ông cụ là đầu chọc mà râu tới ngực mà bạc trắng hết là mới kêu rằng là hức dậy đi con, đi với ông nè. Thì nghe nói như vậy thì Út hất dậy, chỉ biết đi thôi. Thì đi qua một khoảng khá lâu thì mình mới biết là vô một cái cốc của sư phụ á. Thì nó rất là nhỏ, rất là thanh tịnh, dòm rất là đẹp lắm. Nhưng mà khi ra rồi mà đúng một tháng trời mà đảo vô lại cái là cuối cùng, ngày cuối cùng nữa là Út không còn biết đường vô luôn trong cái cốc đó, mà không biết tìm vào cái cốc đó nữa. Mình cũng đi tìm ông thầy mình là tự nhiên vắng lặng trong một thời gian là tới bây giờ luôn, là năm nay cũng là 30+ tuổi rồi. Như ngày xưa là 18 tuổi, tới bây giờ là 12 năm khoảng đó. Thì anh ơi, thật sự khi anh kể tới câu chuyện này thì em càng tò mò và kích thích, khi mà trong một cái khung cảnh gọi là vắng lặng như chiều nay và thật sự rất là đẹp và hữu tình, mà lâu rồi em không đến với Thất Sơn để cùng thỏa hồn với cái cảnh sắc thiên nhiên và hùng vĩ như cái vùng miền Tây sông nước mình. Khi mà nhìn xuống dưới như thế này, chúng ta sẽ thấy được tất cả các dãy núi của Thất Sơn. Đây, phía bên đây là chúng ta thấy là núi Cấm ha. Rồi dài dài là núi Bà Đội Ôm, núi Sam, rồi bên đây là núi Tà Bạ, rồi xa xa là núi Dài Năm Giếng, Ngọa Long Sơn, rất là nhiều dãy núi đẹp của Thất Sơn này. Và đứng ở trên đây nhìn xuống và cảm giác là Quang như đang được sinh ra một lần nữa ở một cái chốn quyền bí tâm linh của Thất Sơn. Và đứng trên đây là một cái tảng đá rất là to đây. Đấy, thì bây giờ là mọi người thấy không? Trời bây giờ là 5:30 chiều và chúng ta sẽ thấy được những cái đặc biệt của Thất Sơn và những cái câu chuyện được vang lên trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì khi mà hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Quang trải nghiệm những nét tâm linh tại đây và những cái quyền bí thuộc hoàn toàn về Thất Sơn. Mong là cái video này sẽ cho mọi người thêm những cái khía cạnh đẹp
và những cái tín ngưỡng tâm linh của tôn giáo vùng Thất Sơn ha. Thì câu chuyện đến đây thì em nghĩ là thật sự thầy là anh không biết thầy là ai, thầy từ đâu đến, tên tuổi của thầy, và thậm chí là trong một tháng anh di chuyển cùng thầy trong khoảng 3 giờ sáng tới sáng là khoảng 5 giờ đi. Đúng không anh? 5 giờ tới 6 giờ sáng đúng không? 5 giờ tới 5 giờ. 5 giờ sáng thôi. Thì trong khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng đó thì anh không biết là thầy là ai, là người hay là một cái vị tiên như thế nào là anh không biết. Tại đó là giống như là có một người chỉ đường dắt anh đi. Thì có thể là trong giấc mơ và cũng có thể là ngoài thực. Mà các cái vị đó rất là, em xin lỗi là em nói thêm một câu là huyền bí và bí ẩn. Đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Khi lúc trước biết á là người thiệt như mình. Dạ. Người thiệt như mình. Mà khi dạy cho Úc á, dạ, thì mấy cái đường đó thì mới đầu cũng mơ hồ lắm. Dạ. Khi qua một thời gian dài đó thì Úc mới biết rằng là đây là một cái sự màu nhiệm của quyền bí Thất Sơn. À. Thì cho nên đó mới là cái căn gốc nguyên ngăn mà mình không biết từ đâu ra, chắc à, là nhiều đời mình có nhân duyên. Dạ. Đó thì cho nên đầy đủ nhân duyên mà kết cấu ngày hôm nay đó là như vậy. Anh ơi, thật sự khi mà anh kể câu chuyện này em càng hứng thú thêm, tức là thật sự là nếu mà nói về Thất Sơn á thì em được biết rất là nhiều người ẩn tu từ cốc này tới cốc nọ rất là nhiều, và thường để người ta biết đến họ là không bao giờ biết được đâu, vì họ ẩn tu mà. Thì tại sao mà nó có một cái cơ duyên mà dạy anh, thì em không biết là cái võ công đó là võ công của cái gì, tức là bên Thiếu Lâm hay là bên một cái võ công gì mà sư thầy đã dạy cho anh? Thì ngày xưa thầy nói là võ Thiếu Lâm mà thầy dạy, là trong khi đó có một cái cuốn, mà cái cuốn sách đó chỉ là mới đầu tiên lật ngang toàn là người hình nộm mà múa võ, rồi sau lại là có một cái thiệu. Thì cho nên cái thiệu đó là để mình học thuộc thiệu đó rồi mình mới múa ra một cái đường quyền đó. Thì cho nên cái nhân duyên đó thì cũng không biết làm sao mà có, mà cũng không biết làm sao mà được. Thì được cái nhân duyên đó thì cũng không biết làm sao, tới bây giờ cũng muốn tìm lại lắm mà không có tìm được. Tức là nó nằm về huyền bí và bí ẩn, làm sao mình tìm được, đúng không anh? Và có khi mình cũng cố tình tìm nhưng chưa đủ nhân duyên để mình tìm gặp những cái thời ngày trước nữa. Thì trong cái quá trình một tháng, khi mà thầy đến khoảng 3 giờ sáng, khoảng 5 giờ thì anh lại về và không biết chỗ đó nơi đâu. Thì trong quá trình đó thì anh có thấy thầy dạy anh những võ công như thế, thì cái cuộc hành trình giữa anh và thầy trong những cái buổi đó, thì đó là cái trời nó nhá nhem sáng hay là trong một ngọn đuốc hay là nó như thế nào, cái bầu trời trong lúc đó? Trong lúc đó là khi đến một cái nơi luyện võ đó rồi, nó sẽ có thắp một thắp đuốc đều hết, là 6 cây đuốc rồi mà dựng cái bên 6 gốc trụ. Dạ. 6 gốc trụ nó đo tỏ sáng hết trơn cái miền dùng cái chỗ mà mình luyện công á, luyện võ đó. Thì cho nên nó là thầy chỉ dạy, rồi một bên đó là thầy đốt đống ung đó, đốt đống ung để là không cho có mũi đó. Dạ. Đó thì cho nên cái sự đó chỉ cỡ 4:30 là giờ đó là mới ngưng. Dạ. Là chỉ tập một tiếng hồ à, cỡ khoảng tầm tiếng ngoài hồ là nghỉ rồi. Dạ. Thì một ngày chỉ được bao nhiêu thôi. Dạ. Là kéo dài được một tháng. Thì khi mà Úc biết hoàn thiện hết là giờ tới giờ chỉ biết thôi, chứ bây giờ mình không biết đi tìm lại, tìm cũng không biết tìm đâu. Anh Úc ơi, sẵn cho em nói cái điều này luôn nha. Thì em là một cái người rất là thích khám phá, và đến ngày hôm nay khi em khám phá được cái vùng Thất Sơn, gọi là nó có những huyền bí, nó không nghiêng về những cái động, cái hang, cái địa điểm, mà đó là những cái võ thuật, đó là những con người, đó là những vị ẩn tu, và đó là những câu chuyện được cho là những truyền thuyết. Thì thật sự những gì anh nói với em là đó là sự thật, chứ không phải là anh biến tấu ra hay là anh bịa đặt ra, đúng không? Đó là trong cuộc đời anh có sao nói gì, đúng không? Đúng rồi, nếu mà mình là người tu không có nên nói nó xảo trá. Không bao giờ nói nó lố. Dạ. Tại vì nó lố quá nó cũng không có đúng cái đạo. Dạ, con em hiểu. Thì thật sự đó là may mắn của em đó, tức là đến đây em gặp những người chân thật có sao nói vậy của người miền Tây, và em biết người miền Tây mình á rất là chân chất. Thì họ nghĩ làm sao, họ thấy làm sao, họ trải qua làm sao, họ thực hành làm sao, thì họ đều kể như vậy. Thì có một cái em được biết một thông tin nữa là khi mà ở cái vùng Thất Sơn huyền bí như thế này thì nó đều có những gọi là những vị chư thần chư vị, trong đó là có ông Bạch Hổ, ông Hắc Hổ hay là ông Mây, ông Dài rất là nhiều.
thì không biết là trong quá trình đó thì nó có những cái điều đó xảy ra đối với vị thầy đó và kể anh nghe điều gì không? À, dạ. Cũng có lắm lúc đó, con nghe thầy kể rằng là có ra ngày xưa là dạ. trước khi là ngài muốn thử với ông hổ đó, dạ. là phải nói trước ông hổ là 3 ngày, hẹn là ngày đó lại đến đó là để mình khiêu chiến. Mà khi đến đó là chỉ hai người khiêu chiến thôi. Yeah. Thì trong 3 ngày, 3 đêm thử xong rồi thì nạnh ai nó về. Thì cũng qua một đợt thì có thầy kể như vậy, rồi qua một đợt đó là tới ông Mây. Cũng khi ông hổ á, thì dùng bằng tay, yeah. thì còn ông mây á, dùng bằng roi, bởi vì ông hổ rất là sợ cây, cho nên dùng cây là ông hổ ông không có muốn khiêu chiến, yeah. thì cho nên dùng tay thì thử lực thôi. Đó. Còn ông mây á, là mới dùng bằng cây, thì ngày xưa chỉ thầy nghe thầy kể như vậy thôi. Cũng biết chút đỉnh rồi chứ Út cũng không biết nhiều. Dạ, yeah. Tức là anh Út cảm giác là khi mà kể về những câu chuyện đó thì qua một lời người thầy kể lại với mình. Chứ thật ra thì câu chuyện của anh Út mới là câu chuyện chân thật, là về những cái việc mà dẫn đường từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng để dạy những cái võ công đó, nó nghiêng về thiếu lâm. Mà thật sự đối với em nha, giống như hôm nay em ngồi ở đây nè, em được ngồi với anh cũng là một cái cơ duyên và một cái duyên may mà anh em mình được trò chuyện với nhau. Thật sự là anh cũng không có đồng ý để cho lên hình như thế này vì anh rất là ngại. Nhưng mà thật sự em rất là may mắn khi mà anh đồng ý và cho là chia sẻ những nét quyền cơ của những gì anh đã trải qua. Thì điều đó là cho em thật sự rất là xúc động khi buổi chiều ngày hôm nay, khi mà hoàng hôn buông xuống rồi, thậm chí là cả cái không khí bây giờ rất là yên tĩnh, rồi thêm nữa cái màu sắc của núi trời bây giờ nó đang xuống dịu nhẹ, thì anh em mình nó cảm giác là đẹp quá anh, tuyệt đẹp luôn ha. Cảm ơn mấy bạn đã xem hết video này. Nếu video hay, mấy bạn có thể nhấn đăng ký phía bên tay phải của Quang ha. Đồng thời mấy bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình xem chung. Điều ấy cho Quang rất là nhiều động lực để làm video tiếp theo hay hơn, hoàn thiện hơn và có cơ hội đi nhiều nơi hơn thế nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn ở video tiếp theo. Bye bye.